Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại vào thứ 2, thứ 4 trên HTV9. Như thường lệ, sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Tiêu điểm nóng, giải thưởng Better Choice Awards 2024 sắp khởi động với nhiều thông tin hấp dẫn. Cuộc đua doanh số hứa hẹn ngày càng gay cấn về kết quả tháng 7 đầy biến động. Trong số Trên Ghế Nóng hôm nay, nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh sẽ chia sẻ góc nhìn Havan đang sai ở đâu sau hơn một năm có mặt tại Việt Nam. Như thường lệ, đừng bỏ qua mini game ở cuối chương trình. Và bây giờ, hãy cùng tôi, Việt Anh, trở về phần tiêu điểm nóng. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Đầu tháng 9 tới đây, giải thưởng Better Choice Awards 2024 chính thức khởi động. Concept năm nay là New Hero, tìm kiếm những nhân tố mới, nổi bật trong 3 lĩnh vực, công nghệ, ô tô và tiêu dùng. Tương ứng với đó là 3 hạng mục chính, bao gồm Ca Choice Awards, Smart Choice Awards và Innovative Choice Awards. Giải thưởng do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Gala trao giải hứa hẹn bùng nổ với các tiết mục nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng đi kèm với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như trưng bày công nghệ năng lượng xanh và các mẫu xe điện mới dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây. Trước đó, một cuộc đua khác cũng đang diễn ra trên thị trường ô tô Việt Nam, đó là bảng xếp hạng doanh số hàng tháng. Theo báo cáo chính thức từ Hyundai Thành Công và Hiệp hội các nhà sản xuất lắp ráp ô tô Việt Nam VAMA, Mitsubishi X-Force là mẫu xe bán chạy nhất tháng 7 năm 2024 với 1.748 xe. Một nguồn tin thân cận cho biết, mẫu xe bán chạy nhất phải là VinFast VF5 Plus với doanh số khoảng 2.600 xe. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được VinFast chính thức xác nhận. Một điểm đáng chú ý là xe Nhật chiếm tới 6 trên 10 xe bán chạy nhất. Ngoài Mitsubishi X-Force, những cái tên còn lại bao gồm Toyota Vios, Mitsubishi Xpander, Toyota Yaris Cross, Mazda CX-5 và Toyota Veloz Cross. Hai mẫu xe khác của Ford là Ranger và Everest tiếp tục xuất hiện trong top 10 xe bán chạy khi ghi nhận doanh số lần lượt 1.276 xe và 951 xe bán ra trong tháng 7. Hyundai Accent là mẫu xe Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Mẫu sedan hạng B vừa ra mắt thị trường hồi tháng 5 vừa qua cũng kịp bán được 985 xe. Khi xét ở góc độ năng lượng sử dụng, VinFast VF5 Plus là xe điện bán chạy nhất, Mitsubishi X-Force là xe xăng bán chạy nhất và Ford Ranger là xe dầu bán chạy nhất. Chào đón quý vị trở lại với Trên Ghế và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới với series Trên Ghế Nóng để bàn về một vấn đề đang rất được quan tâm, đó là xe Trung Quốc vào Việt Nam. Và khách mời ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh. Xin chào các bạn. Cảm ơn anh Linh đã nhận lời tham dự chương trình Trên Ghế ngày hôm nay. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì Việt Nam đang đón nhận khá là nhiều thương hiệu xe Trung Quốc vào Việt Nam rồi. Và ngày hôm nay tháng 8 là tròn một năm thương hiệu Havan ra mắt thương hiệu tại Việt Nam và mở bán mẫu xe đầu tiên. Tuy hãng không công bố doanh số nhưng mà chúng ta có thể thấy đấy là cái lượng xe Havan ở trên đường là rất ít ỏi. Vậy thì theo anh, cái việc chỉ ra mắt một sản phẩm tại Việt Nam có phải là một trong những nguyên nhân dẫn tới những cái sai lầm đấy của Havan hay không? Chúng ta biết là Havan vào Việt Nam thì họ có dựa trên một hệ thống phân phối tương đối ổn định của một thương hiệu khác. Và chính vì thế mà tôi nghĩ là họ ra mắt một sản phẩm là họ có ý đồ, tức là để tạo một cái khoảng không gian cần thiết để tối ưu hóa cái hệ thống kinh doanh cũng như là dịch vụ, training và hoàn thiện các cái khía cạnh khác của một cái hệ thống phân phối một cái thương hiệu mới. Chính vì thế đây cũng là một cái chiến lược mà khá nhiều thương hiệu sử dụng khi mà ra mắt xe, không phải chỉ ở Việt Nam hay là trong lĩnh vực ô tô. Tuy nhiên thì cũng phải nói là cái quãng thời gian mà Havan đã có ở Việt Nam, như Việt nói là trong một năm, là có lẽ là đã đủ. Và trong một năm qua thì chúng ta cũng chứng kiến Havan rất là đẩy mạnh trong cái việc mở rộng các cái hệ thống đại lý cũng như là đưa cái mẫu xe đó tiếp cận tới công chúng. Cho nên tôi nghĩ là cái việc Havan ra mắt một mẫu xe ban đầu thì không thành vấn đề. Tuy nhiên là cái sự xuất hiện ít ỏi của xe Havan trên đường thì chúng ta cũng phải nhìn nhận là khi chúng ta ra mắt một mẫu sản phẩm duy nhất mà muốn có được sự thành công thì mẫu sản phẩm đó phải làm được một cái yếu tố gì đó, một cái khía cạnh gì đó nổi bật trên thị trường. Và trên thực tế thì cái xe của Havan hiện nay trên thị trường về chất lượng chúng ta chưa bàn, có thể cũng là tốt, thế nhưng mà nếu nói để nổi bật và thu hút thị hiếu thì cũng chưa có một cái điểm gì là xuất sắc. Chúng ta hãy lấy ví dụ là tất cả những cái sản phẩm mà thành công khi ra mắt một thì đều phải có một cái điểm riêng.
Xe Trung Quốc, chúng ta có thể Wuling chẳng hạn, đó là một cái thương hiệu mà không giống ai. Thành công hay không thì cũng còn nhiều việc để nói, nhưng rõ ràng là họ có một cái thế mạnh. Hoặc là những cái mẫu xe hiện nay thì cái xu hướng xe thuần điện cũng đang rất là nổi, xe hybrid cũng là nổi, thì việc ra mắt xe hybrid của Havan cũng là một lựa chọn thông minh. Tuy nhiên cái mức giá thì nó lại làm cho cái công nghệ đó nó trở nên khó tiếp cận đối với đại đa số người tiêu dùng. Và tương tự như những mẫu xe Trung Quốc khác thì Havan là cũng là một cái thương hiệu sản phẩm tương đối trẻ trung. Tuy nhiên là tôi thấy là cái cách tiếp cận của Havan nó tương đối truyền thống. Nó chưa đánh vào đúng cái phân khúc mà người ta sẽ quan tâm tới những cái dòng xe có thiết kế trẻ trung và nhiều công nghệ như vậy. Tôi thấy anh vừa nhắc tới hai ý mà tôi nghĩ là mình có thể nói thêm để cho người xem có thể rõ hơn. Đấy là anh nói rằng Havan cần có một cái gì đấy nó nổi bật hơn. Thì cụ thể ở đây nó là cái gì theo anh? Thứ nhất là với một cái sản phẩm mới trên thị trường thì nên có những cái khía cạnh, như tôi đã nói là nên có những khía cạnh mà hút cái đối tượng khách mình quan tâm. Ví dụ như hiện nay thì xe Trung Quốc là thế mạnh là về công nghệ, giá cũng là một yếu tố và thiết kế tương đối là bắt trend, tương tự những gì mà xe Hàn Quốc cách đây, là cái công thức mà đã thành công đối với xe Hàn Quốc. Và Trung Quốc thì họ có thế mạnh về chuỗi cung ứng, chính vì thế mà cái giá họ có thể làm rất là tốt. Đó là ba cái yếu tố mà xe Havan rất có lợi khi mà vào Việt Nam, chưa kể là họ có một cái lợi thế hơn các bên khác là họ tận dụng cái hệ thống phân phối phần lớn là đã có sẵn, hoặc là các đối tác đã ổn định chứ không phải loay hoay tìm kiếm các cái đối tác như là một số cái thương hiệu Trung Quốc khác, và chúng ta cũng chứng kiến là cái đó nó sẽ phát sinh rất là nhiều bất cập. Chính vì thế mà Havan có thể tập trung hơn vào việc để tiếp thị sản phẩm. Và tôi nghĩ là Havan có thể triển khai các cái chương trình hoặc là các cái giá trị gia tăng cho xe của mình. Tại vì hiện nay thì với các xe Trung Quốc chúng ta thấy là cái mặt bằng chung sản phẩm nó tương đối giống nhau. Nó không tạo thành những cái phong cách hoàn toàn khác biệt như là xe Nhật hay xe Mỹ. Trên thị trường, ví dụ chúng ta nói đến Ford thì chúng ta nói đến phong cách sống, chúng ta nói đến Toyota thì chúng ta nói đến sự bền bỉ và tính tin cậy. Thế nhưng khi chúng ta nhắc đến Trung Quốc thì hầu như là các hãng xe họ không có một cái cá tính hay một cái sự nổi bật nào. Trong khi cái nhóm khách hàng trẻ tuổi hiện nay thì họ thường muốn thể hiện cái tôi và rất là mong muốn có những cái phong cách riêng. Và một mẫu xe nếu không đáp ứng được cái điều đó thì rất khó để lọt vào mắt xanh của họ. Chưa nói đến những cái việc như là chất lượng ra làm sao hay là ưu đãi như thế nào. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là cái sự quen thuộc của cái thương hiệu đối với người tiêu dùng. Thì chúng ta thấy là những cái thương hiệu như VinFast họ rất thông minh khi mà họ đã sử dụng các cái dịch vụ để họ đưa cái xe ra đường để làm cho người dân họ nhìn thấy hàng ngày, họ cảm thấy quen thuộc. Thì như Việt nói là Havan xuất hiện rất ít trên đường, thậm chí là mình thấy là xe chạy thử cũng không nhiều, chứ chưa nói là đến chuyện xe của người dùng. Chính vì thế mà khi người ngoài, người tiêu dùng họ nhìn vào họ thấy cái mẫu xe này rất là lạ. Mà cái tâm lý tiêu dùng của Việt Nam thì xưa nay là nhìn thấy cái gì lạ là cũng rất là cẩn trọng. Đấy, thì đấy là cái yếu tố thứ hai mà Havan nên thay đổi. Và cái thứ ba đấy chính là câu chuyện giá. Ở đây thì chúng ta cũng biết là Havan thì giảm giá gần như áp dụng thường xuyên. Cái chiêu này thì thật ra cũng không phải mới, vì rất nhiều hãng xe là họ đẩy cái giá niêm yết và cái giá bán ra chênh nhau để họ tạo một cái hình ảnh họ mong muốn cho cái mẫu xe của mình. Cái này thì cũng hợp lý. Nhưng mà với cái chuyện chỉ sử dụng giá thì không đủ để thuyết phục khách hàng. Thì cũng như tôi nói ban nãy, tức là Havan nên cân nhắc về những cái gói giá trị gia tăng, những cái dịch vụ. Tại vì chúng ta chứng kiến là những cái mẫu xe dành cho cái nhóm khách hàng mới, khách hàng trẻ ở Trung Quốc hay ở Nhật hay ở Hàn Quốc, họ đều đi kèm rất là nhiều những cái dịch vụ, ví dụ như là ưu đãi kết nối hệ thống, kết nối với các dịch vụ đời sống hàng ngày, hay là những cái ưu đãi từ đơn giản như là vào bến xe cho đến khi vào showroom thì có những cái trải nghiệm mới gì vân 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 vân. Thì đó là những cái mà người tiêu dùng sẽ cảm thấy hào hứng. Và sắp tới đây thì thực ra là Havan đã tiết lộ những cái lộ trình họ ra mắt sản phẩm mới rồi, nhưng mà họ đã không ra được đúng lịch theo như những gì mà họ kỳ vọng. Vậy thì theo anh, cái cơ hội cho những dòng sản phẩm mới của Havan là gì? Cụ thể họ sẽ có Jolion và thậm chí họ sẽ đưa về những mẫu xe mà theo tôi đánh giá là nó sẽ khá là kén khách, đó là các dòng của Thanh. Thì anh đánh giá cơ hội của các dòng xe mới này như thế nào? Thật ra hiện nay thì cái giải sản phẩm xe Trung Quốc nói chung họ đang rất là phát triển.
Và tôi thấy là so với các thị trường khác thì xe Trung Quốc họ có một cái sự gắn kết với nhau rất là tốt, cái đó là con dao hai lưỡi. Tức là về cung ứng thì rất có lợi, nhưng mà về tạo ra cá tính riêng thì lại là một cái bất lợi rất là lớn. Chính vì thế mà Havan muốn đưa những cái sản phẩm nó dành cho một số ít đối tượng thì phải tô đậm được cái cá tính của mình. Và cái việc mà ra mắt chậm sản phẩm cũng là một cái bất lợi như tôi nói ban đầu, tức là khi mà mình có một sản phẩm, mình tranh thủ cái thời gian đó mình tối ưu hệ thống kinh doanh, trải nghiệm khách hàng vân vân. Nhưng mà khi cái mẫu xe đó đã bắt đầu trở nên nhàm chán trên thị trường thì bắt đầu mình phải có những cái sản phẩm tiếp theo để mình chám vào và mình duy trì cái sức nhiệt, cái nhiệt của cái thương hiệu trên thị trường. Và nếu mà không ra mắt được kịp thời và nhỡ những cái dịp quan trọng, ví dụ chúng ta biết là đến tháng 10 tới đây là có triển lãm và rất nhiều thương hiệu Trung Quốc cũng đã có cái kế hoạch gia nhập cái triển lãm này, mà nếu mà trong cái làn sóng đầu tiên coi như là một sự trào sân của xe Trung Quốc tại Việt Nam mà Havan không có một điểm nhấn thì nó lại càng bất lợi. Và chính vì thế mà Havan nên tăng cường sự hiện diện trên truyền thông hoặc là có những cái phương thức làm sao để cái mẫu xe của mình trở nên quen thuộc trong mắt công chúng Việt Nam. Vậy thì trở lại với hai cái sản phẩm mới mà Havan và đối tác của họ sẽ chuẩn bị ra mắt, thì anh cho rằng cơ hội của hai mẫu xe này nó như nào, và liệu rằng nó sẽ có tiếp tục đi vào cái vết xe đổ của mẫu H6 Hybrid đã ra mắt cách đây một năm mà không tạo được nhiều dấu ấn? Thật ra thì mẫu Jolion là một cái mẫu tương đối dễ bán, và ở góc độ nào đấy tôi cho là nó dễ bán hơn cả Havan H6 vì cái mức giá dễ tiếp cận. Đây cũng là một mẫu xe mà Havan hoàn toàn có thể triển khai cái dịch vụ vận tải hành khách tương tự như một số mẫu của VinFast. Và tôi biết là Havan cũng có cái ý định như vậy. Đây cũng là một hướng tiếp cận ok. Còn riêng với mẫu Tanh thì tôi nghĩ là nó là một sản phẩm nó thiên về làm thương hiệu và thiên về xây dựng hình ảnh. Tôi nghĩ sự xuất hiện của hai sản phẩm này nó sẽ bổ trợ cho nhau, và cơ hội dành cho Jolion là rất lớn. Tuy nhiên việc ấn định cái mức giá phù hợp không phải là dễ trong cái bối cảnh hiện nay, vì cái phân khúc của Jolion là đang có rất nhiều đối thủ cạnh tranh và bản thân các đồng hương Trung Quốc cũng gây ra những sức ép không nhỏ đối với Havan. Vâng, cảm ơn anh Linh rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ hết sức ngắn gọn và xúc tích từ nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh, chúng ta sẽ có những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn với thương hiệu Havan, cùng với đó là sự truyền tải thông điệp tới nhà sản xuất để họ có thể có những điều chỉnh thích hợp với chính sách ở thị trường Việt Nam để phục vụ tốt hơn thị hiếu của người Việt. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tới với phần mini game của số ngày hôm nay. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để chuyển làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2, đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng trên ghế.